Sáng nay, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản gồm Đặng Hoàng Huy, sinh năm 2000 và Quỳnh Tấn Khang, sinh năm 2002, cùng trú huyện Cai Lậy. Cả hai đều có tiền án tiền sự, một đối tượng còn bị xử phạt 9 tháng tù, đang trong thời gian chờ chấp hành án. Tại cơ quan điều tra, Quy và Khang khai, sáng ngày 4 tháng 4, tại phường 1, thị xã Cai Lậy, hai đối tượng phát hiện một người đàn ông chở một người phụ nữ có để túi sách ở giữa, nên điều khiển xe áp sát, giật túi sách. Bên trong có 100 triệu đồng và một số tờ giấy số trúng thưởng trị giá 30 triệu đồng. Qua điều tra truy xét, ngày 16 và 17 tháng 6, Công an thị xã Cai Lậy lần lượt bắt giữ hai đối tượng. Quy còn khai nhận cùng một đối tượng khác thực hiện hành vi cướp giật điện thoại trên địa bàn xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy vào ngày 28 tháng 5. Ngoài việc chọn cung đường dễ dàng tẩu thoát, tội phạm cướp giật có thể manh động hơn khi sử dụng vũ khí nóng để gây án. Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi một mình vào buổi tối tại các cung đường vắng, không cất giữ nhiều đồ đạc, tài sản có giá trị nếu không cần thiết khi lưu thông trên đường và cần nâng cao cảnh giác đến mức tối đa với tinh thần phòng còn hơn chống. Bên cạnh chữ cười sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhận ra lỗi lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người lương thiện, thì nhiều đối tượng lại cửa quen đường cũ, tiếp tục tái phạm. Như trường hợp Mai Văn Tấn Đạt, 19 tuổi và Nguyễn Hoàng Phủ, 20 tuổi ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Công an huyện Mang Thít ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Vũ và Mai Văn Tấn Đạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai bị can trộm máy phát điện giá trị gần 45 triệu đồng của Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Cả hai khai nhận sau khi lấy trộm đem bán lại ở một tiệm thu mua phế liệu thuộc thị trấn Cái Nhung với giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Trước đó, hai bị can mang trong mình tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước bị can Vũ từng bị công an huyện Mang Thít cho quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu 500 ngàn đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến cuộc dây bắt Phan Danh Hưng, sinh năm 1986, trú tỉnh Khánh Hòa, đối tượng sát hại 3 người dân ở xã Diên Xuân vào ngày 24 tháng 6. Công an tỉnh gặp mặt, khen thưởng 5 tập thể và 2 cá nhân có nhiều nỗ lực, tích cực hỗ trợ lực lượng công an truy bắt đối tượng gây án. Chiều qua, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân, Ủy ban Nhân dân xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sumo Solution Việt Nam, Đội bảo vệ và phát triển rừng số 1 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương cùng hai cá nhân là ông Ngô Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân và bà Phan Thị Thùy Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Lâm. Do mâu thuẫn gia đình, sáng ngày 2 tháng 6, Phan Danh Hưng cầm dao đâm chết vợ là Lý Thị Thùy Vân. Cháu của nạn nhân là Lý Thị Minh Nguyệt và hàng xóm là bà Hồ Thị Chi Càng Ngăn cũng bị Hưng sát hại. Sau cơn đám cày, huy động hàng trăm người là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, công dân cùng người dân bủa chi truy lùng ở núi Hồ Chữ. Đến tối 6 tháng 6, tổ công tác của công an huyện Diên Khánh bắt giữ được đối tượng.